không hình phạt nào cho mẹ mìn giả y tá bắt cóc trẻ sơ sinh. Theo quan điểm của luật sư, hành vi bắt cóc trẻ em không chỉ gây ra nỗi ám ảnh với trẻ em mà cảng với người lớn và là khởi đầu cho một chuỗi những tội ác bất hạnh có thể sẽ diễn ra ngay sau đó nên cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm minh. Liên quan đến vụ người phụ nữ giả nhân viên y tế bắt cóc trẻ sơ sinh xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa huyện Trường Mỹ, Hà Nội, tiến sĩ luật sư Đặng Văn Cường, văn phòng luật sư chính pháp cho rằng đối tượng bắt cóc trẻ em thường để bán kiếm tiền, coi rẻ sinh mạng của trẻ em hay bắt trẻ em để chiếm đoạt làm con nuôi hoặc giả làm con của mình. Đây là nỗi ám ảnh không chỉ với trẻ em mà với cả người lớn và là khởi đầu cho một chuỗi những tội ác bất hạnh có thể diễn ra ngay sau đó nên cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm minh. Sự việc đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm đến quyền thân nhân của công dân, đe dọa đến tính mạng, sức khỏe của trẻ em, gây lo lắng hoang mang cho nhiều người và ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội. Luật sư Cường nói và cho biết đã có không ít những trường hợp bắt cóc chiếm đoạt trẻ em để bán ra nước ngoài, tiêm ẩn nhiều hệ lụy tiêu cực cho xã hội, tạo ra bi kịch đau buồn cho cha mẹ theo luật sư cường trong vụ án trên cơ quan chức năng sẽ làm rõ nhân thân động cơ mục đích thực hiện hành vi xác định hậu quả mà đối tượng đã gây ra đối với xã hội để có hình thức xử lý phù hợp với quy định của pháp luật Cụ thể, người thực hiện hành vi này sẽ bị xử lý về tội chiếm đoạt người dưới 16 tuổi theo Điều 153 Bộ Luật Hình sự, với hình phạt có thể lên tới 15 năm tù. Luật sư Cường nói thêm, vụ việc cho thấy nguy cơ mất an toàn có thể xảy ra đối với trẻ em bất kỳ lúc nào và ở nơi đâu. Đặc biệt, vụ việc xảy ra tại khu vực chăm sóc trẻ sơ sinh của bệnh viện. Đây là nơi có nguy cơ trẻ em bị đánh cháo, bị bắt cóc, chiếm đoạt rất cao. Các cơ sở y tế cần có biện pháp kiểm tra giám sát chặt chẽ những người đưa trẻ em ra khỏi khu vực bên ngoài. Nếu phát hiện trường hợp có biểu hiện khả nghi, không có giấy tờ hợp lệ hoặc giấy tờ có dấu hiệu giả mạo thì phải xem xét làm rõ và xử lý kịp thời, luật sư Cường khuyến cáo. Trước đó khoảng 20 giờ ngày 19 tháng 8, Nguyễn Thị Tuyến sinh năm 1989, trú tại xã Thụy Hương, huyện Trường Mỹ, mặc áo trắng giống nhân viên y tế đi tới phòng chăm sóc sau sinh, thăm khám cho các trẻ sơ sinh trong khoa sản. Tại phòng chăm sóc, người này thông báo con chị NTH, sinh năm 1983, trú tại xã Hòa Chính, huyện Trương Mỹ, bị vàng da, cần đưa đi sang phòng khác và bế cháu bé đi. Người nhà cháu bé thấy nghi ngờ nên đã đi theo. Tuy nhiên, khi người phụ nữ đưa đứa bé đến khu vực phòng mổ bệnh viện, thì bác sĩ khoa sản bắt gặp và cùng người nhà giành lại cháu bé. Biết hành vi của mình bị lộ tẩy, người phụ nữ bỏ chạy và bị bắt giữ, bàn giao cho cơ quan công an. Theo lời khai ban đầu, Tuyến là công nhân lao động trên địa bàn và đang mắc lừa số tiền 10 triệu đồng. Khi biết đồng nghiệp đang có nhu cầu nhận con nuôi, Tuyến đã nghĩ ra việc bắt cóc trẻ sơ sinh tại bệnh viện với mong muốn được người này cảm ơn số tiền lớn. Theo điều 153, tội chiếm đoạt người dưới 16 tuổi